dừng lại con. Bây giờ thế là quay phim xuống quay là phải có thằng đứng cảnh vệ để xe đụng chết hả? Chùa nữa. Ôi ơi, ngang quá đúng rồi. Ôi. À, nó giữ cái cây này nó bẻ con đường vậy. Nhiều lắm. Trong văn hóa Tây Nguyên cây nó mang tính thiêng nhiều, không dám chặt. Đường này hơi xấu nha nên nó gặp gần đó. Hả? Quá ít hơn lên trên này này thì vì đây nó vẫn có. Ông quay nhiều cảnh đẹp quá. Mai mốt về tôi đọc nhiều quá. Nhà cửa hai bên rồi. Nhà cửa hai bên uông sùm. Cơ sở vật chất, đèn đường chạm rồi. Chiều mai, trưa mai mình đỡ phải lấy. Ừ. Mình lấy sơ cái trước. Cái tàu nó thấy hết á. Chậm nhanh lên, rồi qua cái biển luôn chậm thôi, rồi. Đó, hai cái xe tăng khuất sau lùm cây. Có không? Đấy. Thấy chưa? Nằm sau lùm cây. Đấy, hai con. Ở bãi đẹp quá. Tương đối đầy đủ thì thiếu mấy cái cảnh mà người dân tập những thứ người ta đang làm đấy, hoặc là thiếu vài cái vùi. Tôi đang đi chắc chút nữa có chứ gì ha. Không, giờ này thì nó không có đâu. Nắng quá không? Nắng về hết rồi không? Không có ra. Chiều á. Này đâu gần kỹ đâu phải không? Sơ sơ phải không? Sơ sơ thôi.
vậy? Lát nữa lên kia còn cái vịt. Mấy xe cảnh sát giao thông rồi. Rồi. Cái biến. Toàn tướng Lào với tướng Cam đó bán không á. Ông đi quay cái gì bố ai biết được. Về ông chẳng nói mình. Có vụ đó nữa hả? Cờ đỏ sao vàng núi non rồi đúng nghĩa 30 lúc tư luôn, quảng cáo với xe du lịch luôn. Má, góc đẹp quá, thằng du lịch lùng quà. Ngọc Hồi có cái chữ luôn. Được, coi như thời gian này anh mới chỉ là nghỉ một ấy thôi nhá. Trời ơi, bỏ đi, tôi không đeo dốc được đâu chậm. Thiệt chứ chạy đi, em quay đi, em quay bên đường thôi, bình thường chậm bình thường. Phải có chớn đeo dốc chậm không được đâu. Như đây có đang có người đăng ký đăng thiết ở lòng đây là lòng tục tí rồi khi nào chả có ấy đấy chỗ này có đấy. Xe cửa cổ này xe đây
cười lên cho vui, lên truyền hình cho đẹp chứ. Bỏ mũ bỏ khẩu trang ra kìa đằng này. Xem nước của ông này. Thank you.
tuyệt vời. Cái cảnh siêu thị này. Thế rồi chị thấy đắp đặt không? Ông chả đắp đặt đâu. Tôi... Dân nó qua Lào ít hơn qua Cam ngay khúc này. Dân qua Lào toàn dân đi làm, còn dân qua Cam dân đi buôn. Ừ đúng rồi. Làm. Làm gì? Làm PR tổ chức sự kiện cho một cái tập đoàn nước ngoài. IDG á. International Data Group. Là bị quen chứ gì? Hả? Là bị quen đó chứ gì? Làm cứ chạy sâu. Sống bằng sâu mà. Sống bằng sâu. Phòng quay phim mình bao nhiêu người? 5 người, 6 người. 6 người đủ đi sâu rồi. Ừ. Sợ phòng nào nó 2-3 người ấy. Không, và đường này thì lát nữa phải về đón mấy anh ở trên đó, mấy anh đồng chí. Thế có bây giờ mình đi. Rồi vô luôn. Rồi, quay vài ba sản phẩm nữa. Sơ sơ cũng phải có trí hình. Gỗ này là phải buổi tối mới được qua. À không, không phải. Nó phải ra bên ngay nhưng mà do nó cả cái thứ hải quan người ta chưa làm xong ấy. À. Đây bắt đầu đây là cột mốc này. À, lát nữa đi về đó. thì sẽ thể nó nằm bên này. Đây đây. Đấy cột. Đó, khâu khi bị có phụ cửa. Phụ cửa. Tôi biết làm gì rồi. Ừ. Ông cho tôi đang quay lá cờ. À, đẹp. Thank you.
thường khi mấy năm về con là mang con đấy ăn xong là con nhặt cái thau con nhặt chỉ thay hôm nay mình đi xử để mà sẽ đẹp hơn chứ con hai ba người giúp được nghe dạ vâng không như thế này thôi cũng được tức là mình thân tình thôi hai ba người đại diện khỏi xuống dưới ở đây luôn cũng được ở đây luôn được ở đây luôn được cái mà bố lông phải cái này chứ ai nhìn thấy rồi để vào hoa nhật nam rồi số con thì mày lao à, bác nga đồn trưởng với mình đó nói tiếng việt trong cái phần lễ tết của người Lào thì đại diện là em xin đại diện VTC thế mình nghe giải thích từ hồi trước biết rồi có đúng không để lát nữa để hỏi hỏi chú Hoài thế bây giờ này này right. Go, go, go. Né xuống, đừng lên, Rồi, quá. Cái này hai nước đều cùng xây dựng ở Lào nó có một cái đường biên của nó cách tức là cách cột mốc từ tỉnh đến đất Lào của nó là 100 mét mình cũng thế mình cũng tính từ đây vào đường biên đường đất giới của hai nước ấy thì chọc chọc cho lên hình đẹp nó đẹp nhưng mà lại dành ra các ông chưa đảm bảo tốt công tác trồng rừng. Còn cassette 5 năm luôn. Đôn cũng thế mà. Và đúng cassette. Đi làm á. Ủa nó đi vậy nó không có đâu đâu nó đi qua luôn hả? Vâng. Mình nhớ ngày xưa là nhà hồi xưa đường bây giờ bỏ đấy. Phải có cái gạch chéo đấy là thoải mái. Đó là quy định ngoài công nhân khi vào cũng phải chơi thì phải có chứng minh nữa. À.
xã thì toàn bà con thì đấy thì gọi là thăm thân hai mấy con. Đi bình thường đi, đi lên đi, đi bình thường. Quay phim quay cái chân. Xong rồi đồng chí chạy nhanh. Cứ vui vui vẻ đấy anh. Chả có gì đâu mà. Nè, tại vì thực tế mà. Thì tuần mình nghiêm trang nhá, không thi đua được. Lên chức. Kính anh Lê. Rồi. Làm. Ừ, đúng rồi. Vào khuôn mặt thì thắng ấy. Ừ. Rồi tiếp. Đúng rồi. À. Con ơi cứu quê. Ừ. Ừ. Đúng rồi. Rồi tiếp luôn. Đi sao lần tôi nè, dưỡng ông giờ hả? Cúc huy mình hơi bị sống, hơi bị sứt sẹo. Nào nay mình lên đây rồi bên Campuchia cũng lên luôn, có gặp nhau không? Gặp nhau không? Gặp nhau tại Cồn Hóc này không? Gặp nhau. Cái đó thường phải báo cáo trước hết rồi. Có chưa cái mấy đồng vị bàn lắm rồi. Đông nhau. Làm như tôi đi lên. Ví dụ lên 8 giờ người ta đến 10 giờ. Thì ngày khác nào gặp được. Lúc quay phim lên là chỉ cần thấy nhắn có tiếng người ở đấy thôi.
thoại đi. Lát nữa xuống phải lấy mấy cái cảnh người dân tộc đi làm. Thì mẹ nó là... Mình có nhiều bạn ở Vũ Thư á. Rồi sau đừng lấy đường bê tông vào nhé. Và trong kia kìa, cái khói kìa, sợ lát nữa khói nó tan á, còn mấy cái cảnh này thì... cái cảnh này về đen trắng cái đi thành tư liệu đúng không? Đây là rất là biểu tượng.
quá. Đường lắc mấy nào. Đó, cứ cho sạch tơi bời lên. Ngoại cho mấy nó. Đấy, dân nó bảo đấy mẹ mấy ông này làm phim ghê quá, đi vào cái đường này. Thế nay thế làm sao mà đi được, trời ơi kỳ công lắm, về chị Hương nhìn cảnh rực lên. Rồi mà đi Campuchia, đồn Campuchia, đi biên giới Campuchia, dốc núi là đường cơ khẩu kia. Thằng ấy. Anh bộ đội này. Bà hút thuốc đi. Quay một cái cảnh mà nấu bếp á. Nhanh lửa lên trên thôi là được. Mà làm nồi cơm cho chồng đi làm về ăn á. Ôi bây giờ vào làm tí thôi, quay tí thôi. Vào quay dùm cái, anh em ở xa nhá. Xa lắm á, phải lên tận đồn biên phòng mời các anh xuống để đi cùng đó. Thì đứng dậy làm dùm cái nào. Không bẹ, con bẹ đây hủ. Này bà mẹ ông bà nhá. Bế cả con bẻ theo. Đi. Đi chị. Đi giúp cho cái nào. Không quay mặt đâu, quay lưng thôi, quay ngọn lửa thôi. Nhá. Bảo con bẹ kia làm. Ôi. Kỳ quá. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Không làm nhiều đâu, giúp dùm đi. Sớm không làm cơm, mệt lắm rồi. Kêu ở người già thôi, nhỏ quá thôi, nhỏ quá không được. Là chụp cái tròn và đem bia cho này, cho con cho nó bia cho anh đua quay phim. Như vậy. Giang giúp chồng đi. Thôi, đừng có chọc chị ý để chị giúp chồng anh em đi. Mình khách ở xa đến nhói này. Cho ngày em luôn chum và. Đi, dậy đi, đây nè, dậy đi dùng cái đây nè. Đi nào, giúp dùng cái. Vào nổi lửa dùng cái. Nói chung nằm mà tợ mẹ. Nữ cơ chứ còn. Đàn ông cũng được mà. Người ta ở xa, người ta đến mà. Mày nè to. Mày không đứng dậy. Nấu rồi. Có phải quay? Quay tiền nguyên. Ủa bây giờ người ta mà dùng cơm ăn, có nhà nó nấu đâu? Toàn bếp ga, bếp điện ấy. Đây có bếp tư này. Bếp đấy hỏng rồi. Dấu chưa dùng. Không có đâu chú ạ. Đúng rồi. Thì
chồng chết rồi mới khổ chứ. Trong đó nhiều lắm. Thế là chỉ có hai mẹ con thôi hả? Có hai mẹ con. Nhà người ta làm sao bây giờ còn nấu bếp củi đâu? Có mỗi nhà chị còn nấu bếp củi thôi. Người dân tộc gì nhỉ? Chị ở đâu? Cao Phong hay là... Chị ở Đà Bắc Hòa Bình nhưng mà ở trong Tôn Lý á. Có phải chỗ... Rồi. Thật đấy. Chị dân Long Hồ lên đây từ bao giờ? Chị vào đây được chục năm rồi. Dạ. Yeah. Dùng bếp củi đâm cho có dân bờ râu. Cho đó đây, cho đó đây. Quên... Chị vào đây là lúc đấy bây giờ có giúp... À, có một sào ruộng, mới mua được một sào ruộng thôi chứ còn không có rẫy đâu. À. Nhưng mà canh tác đủ ăn không? Không có đủ ăn đâu, toàn đi làm. Nhà chị nói thật chứ ở đây, chứ nhà chị hai mẹ con ở đây mà 10 năm nay mà không được nghèo, không được cận nghèo gì đâu. Còn nhà người ta có hài lòng với cuộc sống ở đây không? Ở đây thì nói chung là mình thì không có vốn, không có đấy thì khổ. Nhà chị có hai mẹ con, không có vốn, không có gì là khổ. Đấy, không có cái gì. Ở cái khu này có nhà như thế, hồi nọ công an huyện Ngọc Hồi vào làm lại hiện trường mà chị vẫn không lấy được tiền. Cách đây phải 4 năm tháng. Phượng Lân Sơn, chợ Bến á. Dạ, chợ Bến. Chị cũng đi qua rồi, ở ngoài đây cũng có nhà ông cậu ở ngoài đấy. Dạ. Có nhà ông cậu ở Kim Bôi. Ai đi vào đây từ năm 2000 cơ. À. Còn đi tự do, đi hồi đấy cũng có... Mình chỉ cũng kiểu như vào đây làm thuê, làm mướn này. Nhưng mà làm... Ngước lên nhìn phía kia, à đúng rồi.